vào ví dụ đầu tiên. Câu hỏi số 1. Các em chú ý đến đây. Cho hàm số y bằng fx xác định và có đạo hàm trên trên khoảng k. Khẳng định nào sau đây là sai? Các em chú ý là sai nhá. Ở đây có 4 khẳng định. Khẳng định đầu tiên, nếu hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng k thì f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k. Thì chúng ta phân tích khẳng định này. Ở đây đề bài cho là hàm số y bằng fx đã là đồng biến rồi. Được chưa? Đồng biến trên khoảng k. Vậy thì khi đó f(x) nó lớn hơn hoặc bằng 0 và lúc này nó bằng 0 tại hữu hạn điểm. Do đó cái khẳng định này là khẳng định đúng, được chưa? Tiếp theo, khẳng định số 2. Nếu f(x) lớn hơn 0 với mọi x thuộc k thì hàm số f(x) đồng biến trên khoảng k. Thì theo cái định lý đầu tiên chúng ta thầy đã đưa, thì nếu như f(x) lớn hơn 0 với mọi x thuộc k thì hàm số đồng biến. Do đó cái khẳng định này cũng là khẳng định đúng. Khẳng định số 3. Nếu f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k thì hàm số đồng biến trên k. Vậy chúng ta sẽ xét cái khẳng định này. Nếu như f(x) lớn hơn 0 với mọi x thuộc k thì đồng biến rồi. Còn trường hợp bằng 0, nhớ đâu trường hợp bằng 0 với vô số điểm thuộc k thì không thỏa mãn cái định lý đầu tiên, đúng không? Không thỏa mãn định lý đầu tiên. Do đó cái khẳng định này là khẳng định không chính xác, không đúng, được chưa? Vậy muốn sửa khẳng định này chúng ta phải có này. Nếu như f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k và f(x) bằng 0 tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên k. Đấy, chúng ta phải sửa như vậy. Chính là cái khẳng định số 4 này. Đấy. Nếu f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k và f(x) bằng 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên k. Vậy qua 4 khẳng định thì chúng ta thấy khẳng định số 3 là khẳng định sai, được chưa?